Mais pas. Con xin kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Jin ạ. Con Maria gì? Jin ạ. Jin ạ. Jin hay là Jin ạ? Maria Jin. Jin hay Jin ạ? Jin ạ. Vẫn Jin ạ. Jin. Jin. Ôi Jin. Không phải. Jin ạ. Jin. Rồi Jin năm nay bao nhiêu tuổi ở đâu con? Con năm nay 25 tuổi. Con đến từ giáo xứ Tam Điệp, họ Khánh Ninh, tỉnh Ninh Bình. Dạ, thưa cha và cộng đoàn. Con bé này, con tên gì? Con chưa nói được nhiều ạ. Cháu bị điếc. Con của con tên là Maria Bùi Phương Thủy. Cháu năm nay bước sang tuổi thứ 6 ạ. Được rồi, gì con nói to lên cho mọi người nghe. Thưa cha và cộng đoàn, trước ngày con vào đây thì con rất là lo lắng. Hai đêm liền con không ngủ được, vì là con lo lắng là con say xe, con không để lo cho con vào được đến đây. Dạ, con trước khi đi thì con xin khấn và con cầu nguyện. Thì khi mà bước chân lên xe ấy, con không bị say chút nào cả, con khỏe mạnh và con còn vui, con hát được ở trên xe. Khi mà con bị say xe thì không chỉ là nôn mà con chân tay con còn bị chuột rút nữa, nhưng mà vì công việc hoàn cảnh cho nên là con đi thay cho chồng con. Thế là bây giờ sau 2 ngày 1 đêm con vào được đến giáo điểm Tin Mừng, đến với lòng thương xót Chúa, thì con xin được lên đây để làm chứng. Con nhận được ơn của Chúa và đến với giáo điểm Tin Mừng, đến với lòng thương xót Chúa ngày hôm nay. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con là Maria Bùi Phương Thùy, năm nay bước sang tuổi thứ 6, bị điếc tai trái và tai phải thì chỉ nghe được 40%. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái của con sớm nghe được, nói được, để bằng chúng mong bạn đi học đi hành, biết đọc biết viết. Con được ơn gì nữa kể cho mọi người nghe? Và con được ơn nữa là con gái của con khi mà mới sinh ra thì cháu, khi mà con còn mang bầu cháu được 2 tháng thì con bị lên sởi, và 6 tháng thì con lại đi mổ tai ở trên Hà Nội. Thế là khi mà sinh con của con ra thì con bị nhiễm trùng máu và được bác sĩ chuẩn đoán là tim bẩm sinh, và rất là lay lắt vất vả. Thế đến bây giờ nhờ lòng thương xót của Chúa mà con của con mọi về cơ thể phát triển bình thường, bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, đó là sức nghe. Thì về phần khoa học, bác sĩ khẳng định là con của con. Rồi, còn là gì nữa? Và ngày hôm nay con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện và cảm ơn, tạ ơn lòng thương xót Chúa đã thương gia đình con, thương con gái của con, và xin cha và cộng đoàn. Khi xem là đúng những tin mừng người mẹ mà đưa cái đứa con từ ngoài Ninh Bình đi vào, chỉ vì thương con mà lặn lội từ Ninh Bình đi vào, mặc dù biết rằng mình là người say xe, mà không những say xe ói mật xanh mật vàng mà còn bị chuột nó rút nữa, cho nên rất là sợ. Anh chị em, người say xe thì biết nó như thế nào rồi, nó khổ như thế nào mà đi 2 ngày 1 đêm từ Ninh Bình vào đây và không bị say xe mà còn ca hát. Và đứa bé không những là chỉ vô để mà cầu nguyện cho bé, nhưng cái điều quan trọng là đưa lên để làm chứng cho mọi người rằng đứa bé này tim bẩm sinh đây, đứa bé này sinh ra eo uột đây, đứa bé này sinh ra mà khó sống đây. Ngày hôm nay bé nó rất dễ thương, con đứng lên cho mọi người thấy. Và rồi bé bé lên đâu, bé ra đây cho mọi người thấy nó dễ thương như thế nào. Thuyền treo đây, đứa bé tưởng rằng đứa bé nó không còn cái gì cả, nhưng nó đang hiện diện ở giữa chúng ta cùng với người mẹ đây. Hallelujah. Rồi ra tặng cho con cái máy 365 bài giảng về cho cháu nó nghe, nó vẫn còn nghe được, con nghe nhá, nghe nhá. Rồi nghe mà, rồi đây nghe mà.
Rồi, đây là cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót. Về con coi nhé, coi nhé, coi mà. Rồi, đây là cái quạt. Con quạt, biết cái quạt không? Biết bé cái quạt không? Quạt nha, con quạt Đức Mẹ nha. Quạt mà. Đây, cầm lấy con. Rồi, xin Chúa cho mẹ con của con về Ninh Bình được bình an.